tiếp tục tìm hiểu về lead. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái nội dung như thế này. Đầu tiên là chúng ta có cái lead. Bây giờ chúng ta muốn đảo ngược thứ tự của lead này lại thì chúng ta có hàm là prefer. Chúng ta chạy thử thì các bạn thấy nè, lúc đầu là ABC, sau khi chúng ta gọi cái hàm này thì thứ tự của các phần tử bị đảo ngược lại là C, B, sau đó đến A. Rồi tiếp tục chúng ta có phương thức là sort, list.sort. Thì cái list của chúng ta sẽ được sắp xếp. Lúc đầu các bạn thấy nó không được sắp xếp theo thứ tự nào hết. Nhưng mà sau khi chúng ta gọi hàm sort một cái thì nó được sắp xếp theo thứ tự là tăng dần. Bây giờ nếu như chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì sao? Như vậy thì chúng ta cũng thử tìm kiếm trên Google. Từ khóa của chúng ta là Python. Rồi chúng ta muốn là gì? Sort một cái list. Và cái thứ tự của chúng ta sẽ là DESC. Nó sẽ là viết tắt của chữ descending là giảm dần nè. Tôi sẽ thử vào tôi xem những cái phần hướng dẫn của nó. Đây tôi xem thử ha. Rồi chúng ta xem. Sort. Và nó đưa vào cái tham số sort version array. Phương thức này dường như là chúng ta không có. Revert chúng ta đưa bằng true. Tôi sẽ thử nè. Sort ở đây thì hiện tại nó được sắp xếp theo thứ tự là tăng dần. Bây giờ tôi sẽ thử đưa thành true thử xem. Xem điều gì xảy ra ha. True thì nó bị lỗi. True thì không được định nghĩa. Chúng ta phải truyền luôn cái tham số này. Rồi tôi copy và tôi thay lại. Rồi chúng ta trả lại nè. Thì rõ ràng các bạn thấy sao? Nó sẽ sắp xếp theo thứ tự là gì? Giảm dần. 12 là 9 7 4 2 1. Các bạn thấy khi mà chúng ta gặp một cái tình huống gì đó, rõ ràng thì không thể nào mà chúng ta nhớ hết trong đầu của chúng ta về tất cả các trường hợp. Nhưng mà khi chúng ta gặp một tình huống nào đó thì quan trọng là gì? Cách chúng ta tìm kiếm trên Google. Chứ chúng ta không có học thuộc lòng những cái này ha. Chúng ta chỉ cần nhớ một số cái. Tôi cũng hướng dẫn nhanh qua cho các bạn những phương thức này để cho các bạn có một cái gì đó trong đầu mường tượng và biết được nó hỗ trợ chúng ta cái đó. Và sau này khi gặp một tình huống cụ thể nào đó thì chúng ta cứ Google mà thôi. Chứ chúng ta không cần phải học thuộc những cái thằng này. Như vậy đây tôi cũng ghi chú luôn. Ở đây sẽ là ASC tăng dần. Còn ở đây sẽ là DESC giảm dần này. Tiếp tục chúng ta có count. Cái list chúng ta gọi đến count. Count ở đây nó khác với length ha. Tôi sẽ in ra cho các bạn xem cái thằng length. My list. Chúng ta có là length. Length mà chúng ta truyền vào my list. Len thì nó sẽ lấy là gì? Cái list này có bao nhiêu phần tử? Đây tôi trả lại. Đó các bạn thấy, cái list này có 4 phần tử. Còn cái thằng count truyền vào giá trị có nghĩa rằng nó đếm xem cái thằng B này nè xuất hiện trong cái list này bao nhiêu lần. Và rõ ràng thì các bạn thấy nó xuất hiện có một lần thôi. Và nếu như tôi thay thành thằng A thì rõ ràng khi mà chúng ta đếm cái thằng A thì 1, 2, A xuất hiện 2 lần hoàn toàn chính xác. Cuối cùng là list. List có nghĩa là gì? Chúng ta có một cái list và chúng ta muốn xóa bỏ hết tất cả những cái phần tử trong list này thì chúng ta chỉ cần gọi đến list thì lập tức cái list này trở thành một cái list rỗng. Và nếu như chúng ta thử in ra cái độ dài của list. Đây. Chúng ta xem cái thằng cuối cùng được in ra ha. Cái list rỗng và độ dài của nó sẽ là bằng 0.